giờ đến thông tin. Yếu tố thứ 6 để nắm bất động sản không đồng đó là thông tin. Tại sao tôi có những thông tin tốt và nguồn nhà tốt? Nó là một cái quá trình xây dựng 15 năm mối quan hệ. Và các đội nhóm, các chân dếp, các cộng tác viên, các gọi là từ là bà bán thịt đến là ông xe ôm, đến là lái taxi, đến là người tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực, đến là các môi giới kỳ cựu lâu năm. Tôi đang chơi với một đội bóng là các anh em ở Cầu Giấy, là những người rất là kỳ cựu và lâu năm trong lĩnh vực bất động sản, đúng không ạ? Rồi là chân dếp cộng tác viên của mình là những người gọi là bán hàng ngoài chợ, những người mà là cán bộ phường xã, đúng không ạ? Những người mà gọi là chân trong chân ngoài, thậm chí là những người mà làm ở mà phòng công chứng, ngân hàng, đều là cộng tác viên, đều chân dếp, các bạn hiểu đấy. Thì cái việc là thông tin, mình nắm được thông tin, thì thông tin độc, thông tin lạ, thông tin duy nhất, thông tin độc quyền, thì đấy là các bạn sẽ mua được. Còn thông tin mà đã lên mạng không ăn thua đâu, đúng không ạ? Một là phải đến chớp thật nhanh, hai là thôi bỏ qua cho, đúng không ạ? Đến mà đấu tranh với lại là theo kiểu đấu giá thì mệt, không vào được, không vào việc được. Vì vậy phải có những nguồn thông tin riêng, nội bộ, nguồn thông tin kín đấy, thì mình phải xây dựng cái đối tác, cộng tác viên, chân dếp, đúng không ạ? Để có thông tin tốt. Thì đấy là một trong khi bạn mua một tài sản giá rẻ, đồng nghĩa với bạn là bạn thắng ngay khi lúc mua. Bạn đã thắng ngay khi lúc mua. Vì vậy là đấy, các bạn vừa rồi biết đấy, tôi vừa bán lướt được con, bán lướt vì mua được giá rẻ quá, lướt bằng thấp hơn giá thị trường, có người vào mua luôn. Có người vào mua luôn. Đơn giản là thông tin tốt. Đúng không ạ? Đơn giản vì thông tin. Đâm ra thông tin là một trong những nguồn lực cực kỳ quan trọng để các bạn làm bất động sản. Đấy, có cần phải tiền xuống tiền đâu, không cần xuống tiền. Có người là sẵn sàng vào nhận mua giá chênh luôn, bán luôn. Bên tôi bán mọi thời điểm. Tới đây là có một cái dự án, vài một cái dự án nữa, tôi sẽ bán mọi thời điểm, bán lúa lo. Các bạn mua ở thời điểm nào tôi bán thời điểm. Tôi, bên tôi là người kinh doanh rất linh động. Kiểu gì cũng chơi, nhạc gì cũng nhảy. Cái gì cũng có trong bất động sản lĩnh vực, bất động sản dòng tiền. Khách, bất cứ một đối tượng nào quan tâm đến bất động sản dòng tiền đến với tôi đều là đối tượng phục vụ của bên tôi hết. Đều là có thể là bên tôi có sản phẩm và dịch vụ để bán cho họ. Họ không mua nhà của tôi gì, làm cổ đông của tôi. Rất nhiều người mua không mua nhà trở thành cổ đông, đúng không ạ? Hoặc mua nhà xong trở thành cổ đông. Rất nhiều người tôi thuê nhà trở thành cổ đông của bên tôi. Đấy, ví dụ như anh mà lái taxi ấy, lúc nãy chủ nhà mà tôi nói cuối ngày là cứ đến thứ bảy chủ nhật là gọi điện cho tôi bảo bác ơi mai anh chở em đi ra Hồ Tây chạy nhá, là đối tác của tôi, là cổ đông của tôi, là học viên của tôi, rồi là có những người thì người ta là sinh viên làm cộng tác viên, học sinh cấp 2 là cộng tác viên lớp phòng, rồi là người có đất thì là tôi cung cấp cái dịch vụ gọi tư vấn thiết kế, rồi là thi công, đúng không, xây nhà trọn gói, rồi ông có bài toán kinh doanh thì đúng rồi Hải ạ, dạo này toàn có người chở thôi, toàn có người chở, toàn xin chở anh đi đến đấy thôi. Đấy, thì cái câu chuyện là có những người thì đã cơ chế 80-20, đúng không? Có những người thì lại đến để tôi cơ cấu sản phẩm. Nhiều bất động sản quá, bây giờ không biết cơ cấu như nào là để cho nó phù hợp, để cho nó ra tiền thì đến tôi cơ cấu. Bán cái nọ đi, cái này giữ, cái này sửa cái này nâng tầng lên, cái này gọi là set up đi, cái này cho thuê đi, còn cái kia bán đi. Cái chỗ này nó không tăng giá nữa, bán đi, tôi cơ cấu lại cho. Thế là ra tiền, thế là hiệu quả hơn. Chứ còn để đấy là bất động sản là thời điểm mua bán là quan trọng nhất, mua lúc nào và bán lúc nào quan trọng nhất. Chứ không phải nhiều khi là tôi vẫn nói rồi, nếu mà bất động sản sốt ấy, chả thằng cần thằng sale quái nào cũng bán được. Có thể bất động sản đấy nỗi phong thủy, giấy tờ nó còn đất nông nghiệp, rồi là giấy tờ nó còn đang loằng ngoằng vẫn bán được như trời, chả thằng cần thằng sale nào hết. Nhưng mà căn của bạn là lô góc hai mặt tiền, đúng không ạ, ba mặt thoáng đi,
rồi là vị trí đẹp, rồi là sổ đỏ khu thổ cư 100%, đúng không? Khi thị trường trầm lắng, nếu bạn mong muốn mức giá bình thường theo giá thị trường, có thể 1.000 thằng sale trả bán, đúng không? Đấy. Nói đơn giản thế thôi. Thế thì cái câu chuyện là các bạn cần phải để chắc thắng, đến mua đã thắng rồi, mua đã thắng.